Xin chào mọi người, xin chào các idol. Thì hôm vừa rồi có bán một đống pin sale off cho Valentine. Thì gặp một số các cái trường hợp các bạn có hỏi về pin Goro 7, Vigo Pro 8 thì có sự gì khác nhau, có thể sử dụng chung được hay không. Thì có những cái câu hỏi thắc mắc thì một số bạn cần giải thích. Thì hôm nay mình làm cái video clip ngắn để chỉ nói chung là để show ra cho các bạn những cái gì mà Goro 7 và Goro 8 pin nó khác nhau, giống nhau, các bạn có thể sử dụng chung được hay không. Thì đầu tiên mình sẽ lấy hai cục pin này ra. Đây là cục pin Goro 8, đây là cục pin Goro 7. Về cái hình thức bên ngoài á, nó có cái dấu xanh ở đây. Còn Goro 8 có cái dấu xanh, Goro 7 có màu đen. Thì bây giờ mình sẽ lắp vào hai con này để cho các bạn coi những cái gì nó khác nhau và những cái gì nó giống nhau. Đó. Thì đầu tiên khi mà bạn gắn vô á, hai con này nó đều lên nguồn được bình thường. Đây, mình bật nguồn nó lên, bật nguồn nó lên. Nhưng riêng Goro 8 mà dùng cái Goro 7 á, nó sẽ có một cái cảnh báo là battery notice. Nó sẽ nói là một số cái tính năng không được sử dụng được hết. Nhưng mà nó không hề nói rõ mình là không được dùng cái gì và được dùng cái gì. Thì mình bấm OK. Sau một hồi tìm hiểu ở trên mạng á, thì mình có phát hiện ra nó nói là ở những cái chế độ quay high resolution, high frame á, có nghĩa là ở khung hình cao cho những cái bạn nào mà chơi gọi là slow motion, thì ở cái chế độ đây, cái bài này là của Goro đăng nhá, chứ không phải là mình lấy ở báo lá cải đâu. Thì nó có ghi á là với pin của Goro 8 các bạn sử dụng ở cái chế độ 1080 240 khung và 2.7K 120 khung với Hyper Smooth là cái chế độ mà chống rung á, thì sẽ bị hạn chế. Thì mình mới tìm hiểu kỹ ở bên trong, mình sẽ vào cái mục mình sẽ setup ở hai cái độ phân giải này để cho các bạn coi có đúng thực sự là như vậy không. Thì hiện tại máy, hai máy của mình đang để ở đây á, là tất cả đều giống nhau. Cái bản update của bên mình đang để là 1.6. Đây, about ha. About. Đây, để cho các bạn thấy được. Thứ nhất là camera info tất cả là đều ở 1.6 nha. Vậy là cái cấu hình của hai máy này là giống hệt nhau. Mình để thêm vào trong cái mục này là cái mục cài đặt. Mình sẽ vào mục cài đặt để cho các bạn thấy có đúng thực sự như Goro nói hay không. 1080 240 khung. Rồi, vào. Slow motion, đây. 1080 260 khung. 240 khung, đây, click vô. Thứ nhất là ở bên ngoài không hề có gì khác biệt. Đây, không hề có gì khác biệt. Vào bên trong, vào phần detail, vào cái viết này. Đây, vào cái viết này. Mọi thứ không hề có cái notice gì là sẽ bị hạn chế. Không hề có một cái gì hạn chế, không hề có gì hết. Vào cái phần mà standard, mình sẽ chỉnh theo bằng cách của mình. Chỉnh cái thằng này lên 240 khung. Rồi. Thằng này cũng vậy, lên 240 khung. Mình khẳng định luôn là không hề có một cái gì khác nhau. Đây. Riêng có cái mục Hyper Smooth On đây. Hai cái, thằng này là xài pin Goro 8 nha, thằng này xài pin Goro 7 nha. Máy là Goro 8 nha. Không hề có cái gì. Không hề có một cái gì khác nhau. Cái khác nhau duy nhất á, mình khẳng định với các bạn á, là khi các bạn vào cái mục camera info, cái mục about á. Đây này, cái mục about này này. Thì các bạn chỉ check được duy nhất một cái mục là battery info. Đây, battery info. Thì với cái Goro 8, sử dụng pin Goro 8 á, nó sẽ thể hiện cái thông số pin lên cho các bạn. Thứ nhất là pin tốt và compatible. Còn cái thằng này mình dùng Goro 7 á, thì nó không nhận diện ra được. Đấy. Thì mình đọc ở trong cái mục, tiếp tục mình đọc ở trong cái mục mà về pin á, của Goro á, thì Goro có nói đây, Goro có nói á, compatible other có nghĩa là sử dụng với các cái pin đời trước của Goro NA,
thì có nghĩa là không phải brand của GoPro. Thì cái này mình mới thử sử dụng một cục pin của Telasin. Đây là một cái hãng làm về phụ kiện cho GoPro. Mình sẽ thay vào cái thằng này đang sử dụng pin của bẫy cho các bạn coi. Chỉ là một cái hack thôi các bạn, pin nó vẫn là như vậy. Đây, không còn cái dòng notice hiện lên ha, không hề còn một cái dòng notice hiện lên. Và trong cái mục mà camera info, camera info, đây, battery info, các bạn thấy bọn Trung Quốc hack giỏi chưa? Cũng là excellent và cũng compatible. Thì mình mới hỏi là thì thực sự có phải là cái cục pin ở trong này có cái gì khác nhau không? Thì mình mới mở một cục pin Trung Quốc ra. Cái khác nhau duy nhất nó chính là nằm ở cái này. Chỉ duy nhất một con chip đánh lừa GoPro. Đây, chính cái con chip này nó đánh lừa GoPro. Là cục pin nào là cục pin zin, cục pin nào cục pin low, cục pin nào là đời 7, cục pin nào là đời 8. Thì cái con chip này là con chip nhận diện của GoPro thôi. Chứ còn cục pin, cái cell này á, vẫn là cell cũ. Nó vẫn sử dụng cái cell cũ ngày xưa. Không hề có sự thay đổi gì về công nghệ ở đây hết. Ngoại trừ cái mạch này. Cái mạch này để nó lừa GoPro. Đến khi mà mình gắn một cái cục pin của Telasin vô, nó cũng như vậy. Nó chỉ thể hiện được đúng cái thông số này lên. Còn tất cả các cái chức năng khác giống hệt nhau. Không hề có cái gì gọi là limited ở đây hết. Nên mình khẳng định ha, mình lấy cái uy tín của mình ra, mình khẳng định cho các bạn biết được luôn là GoPro 7, pin của GoPro 7, 567 và pin của GoPro 8 các bạn xài chung và không hề bị ảnh hưởng bất kỳ một cái tính năng nào cả. Còn cái việc mà có cái chữ notice này ra chẳng qua là để lấy thêm tiền của các bạn thôi. Khi mà GoPro hiện cái chữ này lên thì các bạn nghĩ là có thể là máy của các bạn không có sử dụng được hết các cái tính năng của GoPro 8. Chứ còn nó không hề có cái gì hết, nó chỉ thay cái con chip ở trong này thôi. Nên Trung Quốc nó chỉ thay cái chip này và nó bán được tất cả cái cell cũ. Những cái pin cũ của các đời khác nó chỉ thay cái bảng này vô và nó sử dụng cho các cái cell cũ. Tiếp nữa thì mình cũng có đọc ở phía dưới này, các bạn nhiều người bị mất tiền oan. Cái bộ pin của GoPro 8 với GoPro 7 á, mình cho các bạn coi, có rất nhiều khách đến các bạn nói, nhưng mà nói mình có khoa học một chút xíu, chứ đừng có nói chỉ tại vì mình nghĩ nó khác với cả có chứng cứ bằng chứng. Đây, đây là hai bộ pin của GoPro 7 và GoPro 8. GoPro 7 á, các bạn mua nó chỉ khác với cái cục pin thôi. Còn cái cục sạc là giống nhau. Tại sao mình nói như vậy? Đây, toàn bộ những cái thông tin mình lấy đều có các cái chứng cứ. The dual battery charger có nghĩa là cái cục sạc đôi không hề có sự thay đổi gì và nó sẽ hoạt động với tất cả các cái pin của 7 hay là của 8, nó giống hệt nhau ha. Cái này là sự khẳng định từ website GoPro. Nên khi mà các bạn mua, mình khuyên các bạn là các bạn có thể mua cái cục sạc của GoPro 7, hoặc là các bạn có thể tận dụng cái cục sạc của GoPro 7 này để các bạn xài cho cái pin của GoPro 8. Nó không hề ảnh hưởng gì, nó vẫn đúng các cái thông số của một cục sạc là 5V và 3A. Đây, tất cả 5V, 3A, các bạn không hề bị ảnh hưởng bất kỳ một cái vấn đề gì liên quan đến pin phù hay là không có dùng được. Và không có cái chuyện là ở cái sản xuất trước tốt hơn cái sản xuất sau nha. Đừng bao giờ đến đây nói với mình là tại vì cái thằng này nó sản xuất sau nó tốt hơn. Nó chỉ duy nhất cục pin, vì tất cả đều không có sự thay đổi gì hết, không hề có sự thay đổi. Nên khi các bạn mua, các bạn chọn để mà tiết kiệm, các bạn có thể chọn cục pin của GoPro 7, cục sạc của GoPro 7 mình dùng cho cục pin của GoPro 8, các bạn sẽ tiết kiệm được khá nhiều tiền. Đó. Thì đây là nó không phải là một cái bài bóc phốt gì về cái chính sách của GoPro đâu. Thì chẳng qua là
mình giải thích cho các bạn để khi các bạn sử dụng pin của Goro đời cũ với Goro 8, các bạn có sự yên tâm, các bạn không có sự lo lắng gì cả. Goro pin của nó không có hề gây hỏng hóc đến hay là giảm các cái chế độ gì cho cái Goro các bạn. Nên cái video clip này chủ yếu là để mình mong muốn cho các bạn hiểu rõ hơn cái vấn đề cặn kẽ ở bên trong. Và khi các bạn mua những cái gì tốt, bên mình luôn luôn show đến cho các bạn, không có cái chuyện là lừa gạt ở đây. Thì cái video clip nó ngắn nhưng mà mình thấy khá ý nghĩa cho những cái bạn nào chưa có kinh nghiệm chơi, hoặc là những cái bạn nào còn đang có cái sự phân vân mà không biết kiếm các cái thông tin ở đâu, thì mình chia sẻ. Thì lại hy vọng gặp lại các bạn ở trong các cái video kế tiếp. Mình sẽ có rất nhiều các cái bài review khác cho các bạn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Bye bye.